tại sao một số người lại sợ đi cách ly trong mùa dịch? Câu trả lời là tại vì họ thông minh quá. Họ thông minh quá cho nên họ hiểu sai ha, cái nghĩa của cái từ đi cách ly. Đi cách ly tức là đó là cái quyền lợi của mình được hưởng, mà họ lại hiểu thành nó là giống như là một cái hình thức tạm giam, giống như tội phạm, giống như bị tạm giam. Cho nên họ né, họ sợ cách ly là vậy đó. Họ không có hiểu đúng nghĩa của cái từ cách ly. Người ta cách ly là người ta đang bảo vệ sức khỏe cho mình, người ta đang bảo vệ sức khỏe những người xung quanh mình. Đó là quyền lợi của mình, được khám bệnh miễn phí, được theo dõi sức khỏe miễn phí. Thì họ lại cho đó là một cái hình thức tạm giam, bị tạm giam, giống như tội phạm vậy. Cho nên họ mới sợ. Họ hiểu như vậy cho nên họ mới sợ. Họ mới phải khai báo gian dối để họ né, họ không bị cách ly. Trong khi cái bác cách ly ở đây đó là một cái được chăm sóc sức khỏe, được theo dõi sức khỏe. Để bảo vệ trước mắt là bảo vệ mình, rồi bảo vệ những người xung quanh. Vậy đó. Mà đã vậy đi thì thôi, thà nói là thà khoe chiến tích là tự gian dối để mà thoát cách ly thôi, được rồi đi. Lại còn đi chửi những cái người cách ly là những người không thông minh. Chỉ những ai không thông minh mới bị cách ly. Còn những người mà thông minh thì sẽ không bị cách ly. Họ sẽ có cách nói gian dối, nói xạo, nói láo để người ta lách luật. Người ta không bị cách ly mà nhờ người ta dùng não, do người ta thông minh. Mới sáng thông minh, dùng não thông minh xong, tới chiều chui vô cách ly chung với người ta rồi. Tước mất cái quyền thông minh rồi. Vừa nói xong tự vả vô miệng mình luôn. Trời, trên đời này, trên đời này có những cái kiểu ngu hết sức là lạ lùng. Họ ngu mà họ cứ tưởng họ thông minh. Xong rồi cũng chính chỉ vì cái thông minh đó mà họ lòi cái ngu của họ ra mà không biết. Chịu không nổi. Trời ơi, bây giờ còn trong cái lúc mà dịch nó chưa bùng thì mình còn được chăm sóc, mình còn được take care sức khỏe, mình còn được quan tâm chu đáo, mình còn được ăn ngày ba bữa do cái chỗ mà người ta chăm sóc sức khỏe, theo dõi sức khỏe của mình, người ta nấu thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để mình ăn một bữa ăn thịnh soạn để chống lại bệnh tật, để chống lại dịch. Được hầu như vậy đó, như ông hoàng bà chúa vậy đó. Vậy mà còn sợ. Vì họ thông minh quá cho nên họ tưởng đó là một cái hình thức giống như bị tạm giam lỏng đó. Cho nên là họ phải tìm mọi cách họ trốn, họ thoát, giống như là những kẻ chối tội như lệnh truy nã vậy đó. Còn tự hào, còn lên livestream khoe vừa thoát khỏi hải quan mà không hề bị cách ly là nhờ phải dùng não. Thuộc phụ nữ thông minh phải dùng não thì mới qua được cửa ải quan không bị cách ly. Trời đất. Khổ thân những người xung quanh nó. Bây giờ vạ lây luôn rồi. Bây giờ cuối cùng cũng vô cách ly rồi. Và những người xung quanh tiếp xúc với nó trong mấy tiếng đồng hồ nó thoát là coi như cũng bị vạ lây rồi. Khổ thân. Có thể nói tôi là cái người mà có cái thời gian cách ly á, lâu nhất đó, 6 năm luôn đó. 6 năm trời ở nhà làm việc, ngồi ở nhà làm việc, ôm cái máy tính thôi. Không ra ngoài, không đi chơi, không gì hết, khác gì cách ly đâu. Cho nên á, phải nói về cái thời gian cách ly dài, chắc tôi đạt kỷ lục rồi đó. Lười đi ra ngoài lắm. Có việc gì đó, không đừng được mới phải đi. Nhiều khi á hả, nhiều trong nhà hết đồ ăn, làm biếng đi chợ luôn. Không đi ra ngoài luôn, làm riết, làm freelancer riết có cái khả năng cách ly cao. Cách ly gần chục năm trời. Bây giờ mà không có việc gì cần phải ra ngoài, tôi có thể ở trong nhà suốt được. Chỉ cần đầy đủ lương thực, đầy đủ mọi thứ mà mình cần cái gì là có luôn, tôi có thể ngồi trong nhà được suốt 24/24 được luôn. Còn bây giờ đi chẳng qua là phải đi ra mua đồ, phải đi chỗ này chỗ kia, mà đi xong về liền cũng không có cái hứng thú đi chơi hay là làm gì chứ. Ngộ vậy đó.
Có rất nhiều người họ tự cho rằng họ thông minh, nhưng mà sau khi họ tự cho rằng họ thông minh xong thì họ lại lòi cái dốt của họ ra mà họ không biết. Đối với những gặp mấy những cái đối tượng đó đó, họ có bị làm sao tôi cũng không có thương tiếc gì họ, chứ tôi chỉ tội cho những người liên đới thôi, chỉ tội nghiệp những người liên đới thôi. Thay vì cô ta đi ở bên Hàn Quốc về thì cô ta hợp tác với hải quan là xong rồi, thì chỉ có mình cô ta cách ly thôi. Bây giờ không chịu, cô về nhà xong rồi cô lôi nguyên cả dàn những người mà đã tiếp xúc với cô trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó, đâm ra bây giờ cũng bị bà lây. Trời ơi, chịu không nổi. Với một cái nữa, khi đã có dịch thì điều tốt nhất là ai ở đâu ở yên đó, thì lúc đó mới dễ kiểm soát và đập dịch nó mới dễ. Chứ bây giờ cứ chạy lăng quăng mà bản thân mình có bệnh hay không, không biết. Còn nếu như mình xác định mình khỏe mạnh mình chạy thì cái đó bình thường. Còn vấn đề là cái này không thể biết được mình có khỏe hay không. Để mà mình chạy như vậy á, thì vô tình mình đến những cái nơi không có dịch, mình lại là cái ngòi để châm cho cái dịch nó bùng lên. Thì nhìn đi nhìn lại, quanh trở lại cũng thấy, ủa mình chạy chi cho cực vậy? Mình chạy từ cái chỗ có dịch đến cái chỗ không dịch mà do chính mình mang cái dịch đó tới thì vẫn là dịch. Cho nên cách tốt nhất khi mà đã dịch toàn cầu rồi thì tốt nhất ai ở đâu ở yên đó, để cho chính quyền xử lý cho nó dễ. Chạy lẳng quẳng mà lại còn khai gian thì ai biết đường đâu xử lý. Khổ vậy đó. Với một cái nữa, cái chuyện mấy cái nước ngoài người ta bùng dịch, mình nhìn mình cũng xót. Nhưng mà mình lại lo theo cái hướng là nếu trường hợp đó xảy ra ở Việt Nam thì sao? Mình nghĩ là nó sẽ rất là thảm đó. Người Việt Nam mình nó có cái khuynh hướng nó chà đạp lên nhau mà sống mà, đâu ai nhường ai. Thành ra khủng khiếp đến cỡ nào, chắc có lẽ là tàn sát nhau luôn. Rồi giờ này chắc em nó đang live stream ở cái chỗ mà em nó được cách ly, cho mọi người biết là em đã bị tước mất quyền phụ nữ thông thái, phụ nữ thông minh. Chịu không nổi.